Ngay khi biết đến chương trình thử thách 60 ngày cùng BodyKey thì em đã rất là hào hứng và quyết định là tham gia chương trình này ngay. Có 3 cái lý do rất là quan trọng mà em quyết định để tham gia. Thứ nhất là BodyKey là chương trình quản lý cân nặng toàn diện và có cái phù hợp cho từng cá nhân và lại là một cái chương trình mang tính khoa học rất là cao. Cái điều thứ hai mà em quyết định tham gia là bởi vì các anh chị Diamond thì đã tham gia cái chương trình này và có cái kết quả rất là tuyệt vời, càng tăng lên cho em cái niềm tin và cái sức mạnh để có thể tham gia chương trình này đạt hiệu quả cao. Cái điều thứ ba là với cá nhân em ấy, thì em cũng là một nhà phân phối và cũng muốn là trải nghiệm chương trình để cải thiện cái sức khỏe của mình cũng như là cái vóc dáng và cũng là để phát triển cái kinh doanh của em được tốt hơn. 4 thành viên đại diện cho 4 mùa xinh tươi. Mỗi thành viên thì đều có những thuận lợi và khó khăn riêng. Cũng giống như 4 mùa trong năm, mỗi mùa thì đều có những vẻ đẹp riêng nhưng cũng có những bất lợi riêng. Mỗi chúng tôi có những tính cách khác nhau, ngành nghề khác nhau, môi trường làm việc khác nhau cũng như hoàn cảnh gia đình khác nhau. Nhưng chúng tôi đều có chung một mục tiêu, một ý chí quyết tâm cùng với một khát khao cháy bỏng, đó là làm chủ vóc dáng mới, trẻ trung, xinh đẹp và khỏe mạnh. Cùng với đó là một kinh doanh phát triển bền vững. Không ai là người hoàn hảo, nhưng chúng tôi biết phát huy những thế mạnh của mỗi cá nhân cũng như khắc phục những điểm yếu của từng người để trở thành một đội nhóm hoàn hảo. Chúng tôi mong muốn mình không chỉ xinh đẹp, trẻ trung và khỏe mạnh trong một thời gian ngắn, mà cả trong cả 4 mùa, trong cả năm và mãi mãi. Bí quyết của chúng tôi đó là biến những khó khăn thành giải pháp. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng gặp một chút khó khăn trong quá trình thực hiện thử thách. Đó là làm thế nào để đảm bảo về cái mục tiêu vận động và đặc biệt là cái giấc ngủ. Trong nhóm có bọn Oanh là cái thành viên gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề kiểm soát giấc ngủ. Làm thế nào để ngủ sâu, ngủ đủ giấc. Bạn Oanh là người có con rất là nhỏ, cho nên là đôi lúc giấc ngủ nó không được sâu. Thế vậy thì qua WhatsApp chúng tôi động viên nhau, động viên Oanh là tìm cái sự hỗ trợ của gia đình, ví dụ như chồng hoặc của mẹ để trông con giúp, để tranh thủ có những cái giấc ngủ tốt hơn. Thì sau mỗi một ngày thì chúng tôi lại cập nhật những các mục tiêu, thông báo cáo các mục tiêu về cân nặng, về vận động, về thức ăn, về giấc ngủ. Và chúng tôi rất là vui sau mỗi một ngày là chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu của cá nhân. Và sau mỗi một tuần thì chúng tôi lại cùng kiểm tra in body band để kiểm tra cái tỷ lệ cơ, mỡ, rồi là chỉ số BMI cũng như là trọng lượng cơ thể. Và sau mỗi một tuần chúng tôi cũng rất là vui và luôn luôn hồi hộp để chờ đợi khi được gì đó xem cái kết quả của mình. Với bạn Dung, tuy là thành viên mới nhưng lại giảm được nhiều cân nhất, và bạn ấy giảm được gần 10 kg. Và về hình dáng của Dung trước đây, trước khi làm BodyKey và sau khi hoàn thành thử thách, thì đó là hai con người khác biệt. Và slogan của chúng em là vượt qua chính mình, thay đổi vóc dáng mới và phát triển kinh doanh bền vững. BodyKey Ninja Life không chỉ mang lại cho người phụ nữ vẻ đẹp về hình thể hay cũng là sức khỏe về nội lực, mà còn mang lại vẻ đẹp về tâm hồn và trí tuệ nữa. Từ trong tâm ấy thì chúng tôi luôn mong muốn là mang đến cái tinh thần của BodyKey, vẻ đẹp của BodyKey cũng như là sức mạnh của BodyKey để mang đến cho những người mà chúng tôi yêu quý cũng như là cộng đồng. Tham gia chương trình này thì chúng tôi mang cái tinh thần lạc quan và tràn đầy hy vọng. Sau 2 tháng thực hiện chương trình thì nhóm 4 mùa xinh tươi của chúng em cảm thấy rất vui, rất phấn khởi vì đã thay đổi được nhận diện mạo mới, sức khỏe được cải thiện và đặc biệt lượng mỡ giảm. Chúng em hy vọng là sau chương trình này chúng em vẫn duy trì sử dụng BodyKey để duy trì được vóc dáng và có lối sống tích cực hơn. Em cũng muốn mang BodyKey đến tất cả mọi người, những người thân xung quanh em và rất nhiều người để tạo ra một cơ hội mới để cho họ thay đổi vóc dáng.